Xin chào cô chú anh chị, hôm nay Túi Gia Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên video mới. Video của Túi Gia Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Và chuyển khoản trước thì shop sẽ có chính sách hỗ trợ phí ship. Hàng của em đa số đã qua sử dụng độ mới khoảng 80-90%. Giá trên video là chưa bao gồm phí vận chuyển. Và ngày hôm nay đó một chiếc cặp rất là đẹp ha, da dày dặn và chắc chắn. Kích thước bề ngang 38, chiều cao 27 và bề dày là 10, để mình xách tay và mình đeo chéo đều được ha. Dây này là dây tặng kèm theo nha, dây tặng kèm theo và nó sẽ có một cái ngăn ở đây rất sạch đẹp. Và chỗ này nó bị trầy một chút xíu ha, do bị cấn kiện. Và cái thương hiệu đây, thương hiệu dập nổi trên cái miếng da đây, và độ mới khoảng 80%. Có một cái ngăn ở phía sau và đây, da rất là dày ha, rất là dày dặn và chắc chắn. Và bên trong nó sẽ có một cái thương hiệu Rinova gặp nổi trên cái miếng da đây, và một cái ngăn ở đây, và ở đây đựng bút đựng viết ha, da dày dặn và chắc chắn. Đây miếng tét da của nó luôn nè, và bên trong dập hiệu thương hiệu và một ngăn ở đây nữa, sạch đẹp hết ha, để mình xách tay và mình đeo chéo đều được. Lên giùm em một cái mã là 5841 ha, 800k. Và kế đến là một chiếc cặp da thật hết ha, và cái thương hiệu dập nổi trên cái miếng da đây để mình xách tay, và dây đeo là chất liệu là vải dù chắc chắn. Kích thước bề ngang, bề ngang là 38, chiều cao là 25 và cái bề dày là 10, để xách tay và đeo chéo ha, da thật 100%. Đây ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp, và một ngăn ở đây. Ngăn đây thì là một cái ngăn nhỏ ha, bên trong lót sạch đẹp. Và ở đây một ngăn đây, hai ngăn đây đựng cặp với giấy tờ tùy thân. Đây là miếng tét da ha, da thật rất là dày, và đây phối một cái hình khá là đẹp ha. Và mình đóng lại như thế này, và ở đây thì nó sẽ phối một cái màu khác, và cái dây chất liệu là vải dù. Và cái dây đeo chéo là vải dù luôn ha, nó tông tông với cái túi. Và một cái ngăn ở đây là bự nhất, bên trong nó sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, bên trong là lót sạch đẹp ha, dập hiệu thương hiệu, và cái thương hiệu dập nổi trên cái miếng kim loại, và một cái ngăn ở đây lót sạch đẹp hết ha, để mình xách tay và đeo chéo đều được hết. Lên giùm em một cái mã ha, 5847 ha, 790k. Và kế đến là một chiếc cặp ha, một chiếc cặp mình có thể mình đựng đồ đi công tác, và cái thương hiệu ha, Louis Vuitton, dập nổi trên cái miếng da ha. Và kích thước bề ngang là 41, chiều cao là 28 và cái bề dày là 15, để mình xách tay như thế này và mình đeo vai. Và cái dây tặng kèm ha, dây để mình tặng kèm
lót sạch đẹp. Cái dây là chất liệu là vải dù ha. Đây, dây này chỉ tặng kèm thôi. Và một ngăn ở đây có một cái khóa cá miệng. Lót bên trong lót nhung. Sạch đẹp hết ha. Và cái thương hiệu Loas Watery dập nổi trên cái miếng kim loại nha. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Và một ngăn ở đây, một ngăn ở đây là một ngăn nhỏ ha. Và một ngăn ở đây, bên trong lót sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay và mình đeo chéo đều được ha. Mình có thể đựng laptop và đựng đồ. Khoen khóa đều là dập hiệu thương hiệu hết. Lên dùm em một cái mã là 5853, 1.100.000. Kế đến là một chiếc cặp ha. Một chiếc cặp khá là đẹp. Thương hiệu rất là VIP ha. Kích thước bề ngang, bề ngang là 40, chiều cao là 28, và cái bề dày là 7. Để mình xách tay như thế này. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn phía sau. Bên trong lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu ha. Và mình mở ra như thế này thì bên trong thương hiệu Đinh Hiu dập nổi trên cái miếng da ha. Và lót bên trong là lót thương hiệu Đinh Hiu. Và ở đây đựng bút, đựng viết. Và đây là miếng test da của nó ha. Da thật đây, rất là dày và phủ bóng. Ở đây nó sẽ có cò chìa khóa ha, tác hiệu Đinh Hiu. Còn ở đây, và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và một ngăn ở đây nữa ha. Sạch đẹp hết. Và đây, khi mình đóng chiếc túi này lại như thế này thì ở bên trong thì mình sẽ có cái chìa khóa. Mình sẽ khóa lại được cái này ha. Cái chữ D là Đinh Hiu dập nổi trên cái khoen. Để mình xách tay như thế này, rất là chắc tay và sang trọng ha. Lên giùm em một cái mã 5865 ha, 1.800.000. Một chiếc cặp mang thương hiệu Đinh Hiu, còn khóa chìa rất là đẹp luôn. Và cái đến là một chiếc cặp laptop ha, da thật 100% thương hiệu Recordai. Và dập nổi trên cái miếng da đây. Kích thước của chiếc cặp này, bề ngang 40, chiều cao 29, và cái bề dày là 9. Để mình xách tay và mình đeo chéo ha. Đây là da thật 100% ở đây. Và đây là cái dây đeo chéo kết hợp giữa vải bố và da thật. Để mình xách tay như thế này, rất là sang luôn. Và một ngăn ở đây, bên trong dập hiệu thương hiệu Recordai. Và một ngăn ở đây, sạch đẹp dập hiệu thương hiệu. Và một ngăn bự nhất ở đây. Bên trong nó sẽ có một ngăn ở đây, đựng cạc visit với tờ tùy thân, đựng bút, đựng viết, đựng những vật dụng nhỏ nhỏ ha, miếng tách da. Và bên trong là lót da sạch đẹp thương hiệu Recordai dập nổi trên một cái miếng vải ha. Bên trong lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu. Một ngăn ở đây đựng được khá là nhiều đồ, có được hãy đựng được ha, một bộ đồ và đựng giấy tờ. Lên giùm em một cái mã 5838 ha, 800k. Và cái đến là một chiếc cặp ha, một chiếc cặp giá thật 100%. Và dây này mình có thể tăng đưa dài ra được ha, để mình xách tay và mình đeo chéo đều được. Kích thước bề ngang
Bề ngang là 36, chiều cao là 27 và cái bề dày là 10. Để mình xách tay và đeo chéo da thật ha. Và ở đây nó mình có thể đựng hành lý được ha, đựng tầm 2 đến 3 bộ đồ và một ngăn ở đây, lót sạch đẹp, dẹp hiệu thương hiệu và da thật 100% hết. Và ở đây nó sẽ có đựng bút, đựng viết ha. Và hai ngăn ở đây và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây. Rất sạch đẹp. Và ở đây nó sẽ có đựng laptop rất là ok ha, để mình xách tay và mình đeo chéo đều được. Da thật 100%, đồ mới, khá là mới. 85%. Lên giùm em một cái mã là 5840 900K. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo da thật 100%, có thương hiệu á, thương hiệu rất là viết luôn, Christina Julie, và thiết kế khá là hiện đại. Kích thước bề ngang là 34, chiều cao là 26 và cái bề dày là 10. Để mình đeo chéo rất là ok, thương hiệu Christina ở đây. Và đây là da thật 100% ở đây. Ở đây một ngăn ở đây, lót bên trong, lót vải sạch đẹp ha. Và ở đây mình có thể mình kéo cái này lên được nè, kéo lên được. Ê, đừng cạp visit cho tài tỷ thân này. Và đây mình kéo xuống và nó không xuất ra ngoài ha. Đây nó thiết kế rất là thông minh, nó không xích cái ngoài. Và ở đây mình có thể mình gài lại cái nút này. Đồ mới khoảng 80-85%. Đây, góc cạnh là không sờn hết ha. Và cái chất liệu dây đeo chéo là vải dục. Và phía trước thì nó sẽ có một cái ngăn ở đây nữa, lót đây, sạch đẹp. Và thương hiệu Christina Julie chạm nổi trên đây. Và ở đây nó sẽ có hai cái nút hít 500, hít lại rất là chắc cái này. Và đây mình mở ra thì bên trong nó sẽ có một cái ngăn ở đây. Và đây là da thật toàn bộ ha, da thật toàn bộ. Bên trong nó sẽ có lót, bên trong là lót vải ha, và một ngăn ở đây. Ở đây là đựng mình có thể mình gắn chìa khóa vô đây ha. Và thương hiệu Christina Julie dập nổi trên cái miếng da ở đây. Và một ngăn ở đây mình có thể đựng iPad nhỏ ha. Và lót sạch đẹp hết, thiết kế rất là hiện đại ha. Lên giùm em một cái mã là 5843 900K. Và kế đến là một chiếc cặp ha, một chiếc cặp da thật 100%, và có thương hiệu dập nổi trên cái miếng da này. Kích thước bề ngang là 39, chiều cao 30 và cái bề dày là 11. Để mình xách tay và mình đeo chéo thương hiệu dập nổi trên cái miếng da, thương hiệu là Coley Anderson ha. Và đây thiết kế khá là đẹp, da dày dặn, độ mới cao, lót bên trong sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây lót sạch đẹp. Và một ngăn ở đây, một ngăn ở đây thì mình có thể mình mở ở đây thì mình mở xuống tới đây nó sẽ rộng ra ha. Và bên trong mình có thể để hành lý và laptop ở đây. Bên trong lót sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu hết. Và một ngăn ở đây để được rất là nhiều đồ ha. Và phía sau một ngăn ở đây, và phía trước một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây nữa, rất là nhiều ngăn. Lên giùm em một cái mã 5687 ha,
5, 6, 8, 7, 790k. Cái đến là một chiếc cốp da đà điểu thật 100%. Kích thước bề ngang 29, chiều cao 21 và cái bề dày là 8 để mình xách tay và mình đeo vai dạng kẹp nách khá là đẹp ha. Và ở đây nó sẽ có hai ngăn, một ngăn đây và một ngăn đây. Đây mình mở ra như thế này thì bên trong nó sẽ lót da ha. Và một ngăn đây và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng. Xách tay khá là đẹp ha. Da đà điểu thật 100%, da đà điểu da độ mới khoảng 80%. Tên dùm em một cái mã là 5471. Hôm nay shop sẽ giảm còn 700k. 5471 ha. 5471 700k. Kế đến là một chiếc túi ha, đeo chéo thương hiệu Nina Dixie, da thật 100%. Này rất là gọn nhẹ ha, mình sẽ để vừa điện thoại và tư trang khi mình đi uống cà phê, đi du lịch hoặc là đi công việc, để vừa điện thoại và ví tiền ha. Bề ngang là 20, chiều cao là 18 và cái bề dày là 6. Đeo chéo ha, khá là đẹp. Và đây mình mở ra như thế này thì bên trong lót sạch đẹp và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng đây, sạch đẹp hết. Hết 500 như thế này rất là ok ha. Độ mới khoảng 80%. Lên diện cái mã là 35614 ha. 390k, thương hiệu Nina Rissi. Và kế đến là một chiếc ba lô da thật 100% ha, khá là VIP. Ba lô kích thước chiều cao là 40 ha, và cái chiều ngang là 19, chiều dày là 19, chiều dày là 15 và chiều ngang mới là 10, chiều ngang là 29 ha, chiều cao là 40 đến 42. Và đây chiếc ba lô này khá là bự ha, và da thật hết ha. Phía trước nó có một cái ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp, dẹp hiệu thương hiệu. Và đây là phía sau là cái đeo ba lô, mình để từ 6 đến 8 bộ đồ ha. Cái dây đeo ba lô là kết hợp giữa da thật và vải bố chắc chắn. Và một cái ngăn ở đây để mình mở ra như thế này thì bên trong nó sẽ có lót vải ha, sạch đẹp. Đây là ở phía nắp thì lót da. Bên trong một ngăn, hai ngăn ở đây. Và ở đây nó sẽ có cái thương hiệu dập nổi trên cái miếng da đây. Thương hiệu dập nổi trên đây ha, miếng da. Và đây là miếng tết da, da thật 100%. Thương hiệu là Sina Conai ha, Conai Line. Và một ngăn ở đây có một cái khóa cái miệng, nó sạch đẹp hết, da thật. Lên giùm em một cái mã ha. Lên giùm em một cái mã là 5807 ha, 1.300.000 một chiếc ba lô rất là đẹp luôn ha, khá là rộng. Và cái đến là một chiếc ba lô chất liệu là da thật 100%, màu xám ha, độ mới khoảng 80%, kích thước bề ngang là 31, chiều cao là 38 và cái bề dày là 15, để đeo ba lô rất là đẹp luôn. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong lót vải ha, sạch đẹp. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng, sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây lót vải sạch đẹp. Và đây nó có cái thương hiệu dập nổi trên cái miếng kim loại ha. Và một ngăn ở đây
lót vải sạch đẹp. Lên giùm em một cái mã là 5815, 800k. Và cái dây đeo ba lô chất liệu là da kết hợp với vải bố chắc chắn. Kế đến là một chiếc túi đeo chéo ha, da thật 100% và da rất là dày dặn và chắc chắn. Cái dây đeo chéo là chất liệu là vải dù ha, bề ngang là 26, chiều cao là 29 và cái bề dày là 5. Để đeo chéo rất là ok ha, thương hiệu dập nổi trên cái miếng giá đây. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ha, lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây sạch đẹp. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ha, rất là ok, da dày dặn màu nâu sô-cô-la. Và ở đây một ngăn ở đây là bự nhất ở đây, lót bên trong sạch đẹp ha, một ngăn ở đây sạch đẹp và hai ngăn ở đây sạch đẹp và một ngăn ở đây. Thương hiệu Hot Win. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã ha, 5571 ha, 550k. Hôm nay shop sẽ giảm còn 409 ha, 5571, 490k. Và kế đến là một chiếc túi ha, đeo chéo da thật 100%, nhỏ gọn và xinh xắn, màu đen. Kích thước bề ngang là 23, chiều cao là 26 và cái bề dày là 8. Để mình đeo chéo rất là ok. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, X500 như thế này, thương hiệu dập nổi trên cái miếng da. Và một ngăn ở đây lót vải sạch đẹp. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây và một ngăn ở đây sạch đẹp. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã 5184 ha, 490k. Hôm nay shop sẽ giảm còn 390 ha, 5184, 390k. Và kế đến là một chiếc túi xách nhỏ gọn và xinh xắn để mình xách tay và mình đi làm, mình có thể đeo qua dạng cặp nách đều được ha. Kích thước bề ngang 32, chiều cao 18 và cái bề dày là 11. Xách tay và đeo vai đều được ha, thế này. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, X500, lót bên trong là sạch đẹp ở đây. Và một ngăn ở đây lót sạch đẹp hết nè, hai ngăn ở đây. Và thương hiệu dập nổi trên cái miếng da đây. Và một ngăn này có một cái khóa kéo miệng ha, sạch đẹp. Lên giùm em một cái mã là 5633, 509 giảm còn 409. Hôm nay shop sẽ giảm còn 400 ha, 5633, 400k. Để mình xách tay như thế này rất là đẹp luôn ha, độ mới khá là cao. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu dập nổi trên cái miếng da đây. Kích thước bề ngang là 25, chiều cao là 28 và cái bề dày là 6 ha. Để mình đeo chéo rất là ok, da thật 100%, nhỏ gọn và xinh xắn. Ở đây nó có một cái ngăn ở đây lót sạch đẹp và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp hết. Và hai ngăn ở đây và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng. Và đây là miếng tét da, da thật 100%, thương hiệu dập nổi trên cái miếng da đây. Lên giùm em một cái mã là 5395. Hôm nay shop sẽ giảm còn 390 ha, 490 giảm còn 390, 5395, 390k. Và kế đến là một chiếc cặp
thương hiệu Samsonite, rất là đẹp. Và cái dây là chất liệu là da, kích thước bề ngang là 39 ha, chiều cao là 28 và cái bề dày là 10, độ mới khá là cao. Để mình xách tay như thế này khá là đẹp ha. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn nhỏ ở đây, lót bên trong sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Samsonite, một ngăn ở đây, ở đây đựng bút đựng viết, là đây là miếng tét da của nó luôn, da thật dày dặn và chắc chắn. Để mình mở ra như thế này, và bên trong nó sẽ có một cái nút để mình gỡ ra như thế này. Và đây, khoen khóa nó còn sáng bóng ha. Và dây đeo, dây đeo là chất liệu là da ha. Dây kèm theo, bên trong nó sẽ có hai ngăn ở đây, và một ngăn ở đây là bự nhất. Bên trong lót dập hiệu thương hiệu Samsonite, cặp này rất là VIP ha. Và đây, và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây ha, sạch đẹp hết, da thật hết ha. Và đây, lót bên trong là lót vải ha, dập hiệu thương hiệu. Lên dùm em một cái mã ha, 5836, 1.500.000. Và kế đến là một chiếc túi xách tay vintage, da thật nha, kích thước bề ngang 21, chiều cao 16 và cái bề dày là 7 nha. Xách tay vintage như thế này, mình có thể mình đựng được điện thoại và ví tiền ha. Mở ra như thế này thì bên trong lót sạch đẹp và có một cái ngăn ở đây, lót sạch đẹp hết. Lên dùm em một cái mã là 5613 ha, 309 giảm còn 300. Style vintage. Và cái đến là một chiếc túi đeo chéo, da thật 100% ha, để mình đựng điện thoại và ví dài rất là ok. Đi uống cà phê hoặc là đi công việc, mình để những vật dụng ha, nhỏ gọn. Bề ngang là 21, chiều cao là 18 và cái bề dày là 7, để mình đeo chéo rất là ok. Mở ra như thế này thì bên trong lót sạch đẹp ha, có một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp hết, hết 500. Và ở đây một ngăn ở phía sau lót da ha, để mình đeo chéo. Lên về cái mã là 5628 ha, 409, hôm nay shop sẽ giảm còn 390 ha, 5628, 390k. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo, da thật 100%, thương hiệu Noken. Và cái dây đeo là chất liệu là vải dù ha, chắc chắn, kích thước bề ngang, bề ngang là 27, chiều cao là 29 và cái bề dày là 9, để mình xách tay và đeo chéo đều được ha. Noken ở đây. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn hết 500, lót vải sạch đẹp, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, sạch đẹp hết ha, và một ngăn ở đây. Và ở đây có thương hiệu Noken, còn cái mã code có phá cái miệng đây, lót sạch đẹp. Lên giùm em một cái mã là 5377 ha, 490k. Hôm nay shop sẽ giảm còn 390. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo, thương hiệu Famous Garbage, kích thước bề ngang 27, chiều cao 30 và cái bề dày là 9, xách tay và đeo chéo ha, da thật 100% ở đây. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp và một ngăn ở đây, sạch đẹp hết ha. Và cái dây đeo
chất liệu là vải dù chắc chắn và một ngăn ở đây. Bên trong lót sạch đẹp, một ngăn đây và một ngăn đây, có một cái khóa kéo miệng ha, hai ngăn ở đây. Và đây cái thương hiệu ha, Farmers Garbage. Và một ngăn ở đây. Lót sạch đẹp hết. Đây sách tay và đeo chéo ha. Lên giùm em một cái mã là 5567 ha, 490k. Hôm nay shop sẽ giảm còn 390 ha. 5567 390k. Và cảm ơn cô chú anh chị đã xem video ngày hôm nay. Video của em lên vào lúc 19 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Tạm biệt cô chú anh chị.